Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ công bố Trung Quốc giấu virus giống Liên Xô che đậy vụ Chernobyl. Một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng vào hôm 24 tháng 5 năm 2020 đã ví cách xử lý virus corona của Trung Quốc giống như việc Liên Xô che giấu thảm họa hạt nhân Chernobyl vào năm 1986. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien nói rằng Bắc Kinh biết về virus xuất phát từ Vũ Hán từ tháng 11, nhưng nói dối Tổ chức Y tế Thế giới và ngăn các chuyên gia quốc tế tiếp cận thông tin. Đây là hình ảnh toàn cảnh 4 lò phản ứng của nhà máy nhiệt điện hạt nhân Chernobyl của Nga, nơi nổ ra thảm họa hạt nhân vào năm 1986 với nhiều bí ẩn vẫn còn giấu kín sau hàng chục năm. Họ đã thả một con virus ra thế giới, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ, và chúng tôi phải chi ra để giúp nền kinh tế sống còn và giữ cho người Mỹ sống sót trong thời kỳ dịch bệnh này. Ông O'Brien nói trong chương trình trên kênh truyền hình của NBC, việc che giấu virus sẽ đi vào lịch sử cũng giống như vụ Chernobyl. Chúng ta sẽ xem xét loạt phim đặc biệt trên HBO về việc này 10 hoặc 15 năm sau. Moscow cũng từng che giấu mức độ nghiêm trọng của thảm họa hạt nhân tại Chernobyl. Ông O'Brien cũng cáo buộc rằng việc Trung Quốc cản trở một cuộc điều tra nguồn gốc của đại dịch đã khiến cho hàng nghìn người mất mạng ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Hôm 23 tháng 5 năm 2020, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đã phát biểu trên kênh Breitbart rằng Trung Quốc làm thế giới thất vọng, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO là đối tác sẵn lòng giúp Trung Quốc trì hoãn đưa ra thông tin thiết yếu về virus corona cho Mỹ và thế giới. Về câu hỏi liệu ông đang cáo buộc toàn bộ chính quyền Trung Quốc hoặc chỉ nhằm vào giới chức Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch đầu tiên của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cố vấn Tổng thống Mỹ cho hay, hiện nay Nhà Trắng vẫn chưa nắm rõ vấn đề, nhưng họ sẽ điều tra đến tận gốc rễ. Ông nói tiếp, chúng tôi chưa biết vì họ trục xuất mọi nhà báo khỏi Vũ Hán và không cho phép các nhà điều tra của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đến khu vực. Và đến nay họ vẫn cản trở nỗ lực điều tra, ông O'Brien lên tiếng chỉ trích như vậy. Trước câu hỏi trong trường hợp Trung Quốc phát triển vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán, liệu người Mỹ có được tiếp cận nguồn vaccine này hay không? Cố vấn Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh đang thu thập thông tin tình báo về nỗ lực của Mỹ trong việc phát triển vaccine và những phác đồ điều trị quan trọng và tiềm năng khác. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh của Mỹ Robert O'Brien. Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên chỉ trích cách Trung Quốc xử lý dịch bệnh. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này và nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh vào hôm 24 tháng 5 đã chỉ trích Mỹ truyền bá những lời dối trá và công kích Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ là tung các thuyết âm mưu và những lời dối trá về virus corona làm căng thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia. Phía nhà Trung Quốc nói tiếp, nước Mỹ đã bị lây nhiễm một loại virus chính trị khiến một số chính trị gia liên tục tấn công Trung Quốc, ông Vương Nghị nói với các phóng viên hôm Chủ nhật. Ông thúc giục Hoa Kỳ hãy chấm dứt việc lãng phí thời gian và chấm dứt việc phung phí sinh mạng quý giá trong việc đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang trong lúc virus lây lan ra hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người sắp đối diện với kỳ tái tranh cử trong năm nay và đã bị chỉ trích nặng nề về cách xử lý đại dịch, đã đổ lỗi cho Trung Quốc là che giấu dịch bệnh. Tuy nhiên, vào hôm Chủ nhật, ông Vương Nghị lại lặp lại quan điểm của Trung Quốc rằng nước này đã hành động có trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe của dân chúng toàn cầu kể từ khi virus bắt đầu xuất hiện hồi tháng 12 năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên được tổ chức trong thời gian họp Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Nghị nói rằng một số thế lực chính trị tại Hoa Kỳ đang bắt quan hệ Trung Quốc và Mỹ làm con tin. Ông không nói cụ thể đó là gì, nhưng nói các thế lực đó đang đẩy hai nước chúng ta vào bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 5 năm 2020. Bên cạnh sự tàn phá, tan hoang mà virus corona chủng mới gây ra, thì còn có một loại virus chính trị mới đang lây lan khắp nước Mỹ, ông nói tiếp. Thứ virus chính trị này chính là việc dùng mọi cơ hội để tấn công và bôi nhọ Trung Quốc, ông nói. Một số chính trị gia đã hoàn toàn bỏ qua những thực tế căn bản và đã thêu dệt quá nhiều những lời dối trá nhằm vào Trung Quốc và đã đưa ra quá nhiều thuyết âm mưu. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi Washington và Bắc Kinh hãy hợp tác để đối phó với dịch bệnh. Và cũng theo thông tin của các chuyên gia thì những khó khăn kinh tế của Trung Quốc đang tồi tệ đến mức như thế nào? Cả hai chúng ta đều mang một trọng trách đối với hòa bình và sự phát triển của thế giới,
ông nói, Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ có lợi nếu hợp tác với nhau, nhưng sẽ thua thiệt nếu đối đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bắc Kinh đã liên tục đấu khẩu trong những tuần gần đây quanh nhiều chủ đề, từ việc Tổ chức Y tế Thế giới cho đến khả năng kiện Trung Quốc cho đến việc cáo buộc Trung Quốc che giấu dịch bệnh. Vào hôm Chủ nhật, ông Vương nói rằng việc cho là Mỹ có thể đem Trung Quốc ra kiện quả là nằm mơ giữa ban ngày và chưa từng có bất kỳ tiền lệ nào về việc này. Ông Vương Nghị cũng bảo vệ Tổ chức Y tế Thế giới và Tổng Giám đốc của tổ chức này, ông Theros, người gần đây đã bị Mỹ chỉ trích hết sức nặng nề. Hồi tuần trước, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới là con rối của Trung Quốc và là kẻ đã để cho viêm phổi Vũ Hán trở nên mất kiểm soát với cái giá phải trả là nhiều sinh mạng. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh viêm phổi Vũ Hán, ông Vương Nghị cũng cáo buộc Hoa Kỳ đang can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và nói Bắc Kinh không bao giờ dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài. Ông nhắc tới Hoa Kỳ khi tuyên bố Trung Quốc sẽ cho ra luật an ninh quốc gia với Hồng Kông, nơi các cuộc biểu tình chống chính phủ đang tiếp diễn. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói về điều mà ông gọi là các hành động bạo lực và khủng bố đang leo thang ở Hồng Kông với sự can thiệp bất hợp pháp của nước ngoài gây ra và tạo ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Chính quyền Mỹ sẽ đưa 33 công ty và tổ chức của Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì đã giúp Bắc Kinh theo dõi người Duy Ngô Nhĩ hoặc có liên quan đến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cũng theo hãng tin Reuters, Bộ Thương mại Mỹ đã phát đi thông báo vào ngày 22 tháng 5 năm 2020, động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm tới các công ty mà Washington cáo buộc sản phẩm của họ đã hỗ trợ cho các hoạt động trấn áp người Duy Ngô Nhĩ của quân đội Trung Quốc. Washington đã tung ra động thái mới trong bối cảnh Quốc hội Trung Quốc đang bàn và chuẩn bị thông qua một dự thảo nghị quyết sẽ cho phép chính quyền Trung ương áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu hành chính Hồng Kông. 7 công ty và 2 tổ chức đã bị Mỹ liệt kê vì tội vi phạm nhân quyền, bắt giữ hàng loạt, lao động bắt buộc với người Duy Ngô Nhĩ, một cộng đồng người Hồi giáo ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc. Thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ cũng liệt kê thêm 24 công ty, tổ chức, chính phủ và các tổ chức thương mại khác vào danh sách trừng phạt vì đã mua các loại thiết bị, vũ khí để quân đội Trung Quốc sử dụng trong các hoạt động trấn áp người Duy Ngô Nhĩ. Đây là hình ảnh gần 1.000 người đang mặc áo tù nhân ngồi ngay ngắn bên trong hàng rào lưới vây xung quanh tại trại tập trung ở Tân Cương, Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen của Mỹ tập trung vào các mảng trí tuệ nhân tạo và nhận diện, cũng là những lĩnh vực mà các công ty sản xuất chip của Mỹ như Nvidia, Intel đầu tư rất mạnh. Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ đưa các công ty và tổ chức này vào danh sách thực thể, tức là nhóm những đối tượng sẽ bị hạn chế mua hàng của Mỹ cũng như một số mặt hàng hạn chế khác được sản xuất tại nước ngoài bằng công nghệ của Mỹ. Dự thảo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đối với Hồng Kông có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đe dọa vị thế trung tâm tài chính của thành phố này. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Robert O'Brien tuyên bố vào hôm 22 tháng 5. Với luật an ninh mạng này, về cơ bản, dường như họ sẽ chiếm Hồng Kông và nếu họ làm như vậy, Ngoại trưởng Pompeo nhiều khả năng sẽ không thể xác nhận rằng Hồng Kông duy trì cấp độ tự trị cao và nếu điều đó xảy ra, sẽ có các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Hồng Kông và Trung Quốc. Ông O'Brien nói trên chương trình Met the Press của kênh NBC như vậy. Cùng ngày, ông O'Brien đã phát đi cảnh báo như vậy. Cảnh sát Hồng Kông đã dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng nghìn người tuần hành phản đối Bắc Kinh, có kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia với thành phố này. Theo hãng thông tấn Reuters quốc tế, việc dân chúng xuống đường bất chấp lệnh cấm tụ tập hơn 8 người vì virus corona là một hình thức và một thách thức nữa cho Bắc Kinh khi chính quyền ở đây đang chật vật khống chế sự phản đối của công chúng với việc tăng cường kiểm soát Hồng Kông. Luật an ninh mạng và luật an ninh ở đây cũng gây lo ngại trên thị trường tài chính và vấp phải sự chỉ trích của các chính phủ, các nước cũng như các tổ chức nhân quyền. Gần 200 nhân vật chính trị từ khắp nơi trên thế giới ngày thứ Bảy đã lên án luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh cho Hồng Kông, trong đó bao gồm 17 thành viên Quốc hội Mỹ, vào lúc căng thẳng quốc tế đang gia tăng về đề xuất thành lập căn cứ tình báo của Trung Quốc ở lãnh thổ Hồng Kông. Đây là hình ảnh dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình chống lại áp đặt mới từ Trung Quốc, trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục bắn đạn cay và xịt hơi cay để giải tán đám đông. Tạm thời ước tính có khoảng 120 người đã bị bắt cho đến 18 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2020. Trong một tuyên bố do cựu thống đốc Hồng Kông Christopher Patten và cựu Ngoại trưởng Anh Rikin tổ chức
186 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực luật pháp và chính sách nói các luật được đề xuất là một cuộc tấn công toàn diện vào quyền tự trị, nền pháp trị và quyền tự do căn bản của thành phố, và là sự vi phạm trắng trợn tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh khi trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Nếu cộng đồng quốc tế không thể tin tưởng Bắc Kinh sẽ giữ lời khi nói về Hồng Kông, mọi người sẽ ngần ngại tin lời Bắc Kinh về những vấn đề khác. Họ viết như vậy. Và luật này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang xấu đi nghiêm trọng, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Các quan chức Mỹ nói rằng luật này của Trung Quốc sẽ bất lợi cho cả nền kinh tế của Hồng Kông và Trung Quốc và có thể gây nguy hại cho tư cách đặc biệt của thành phố này trong luật pháp của Mỹ. Dù vậy, Trung Quốc đã bác bỏ chỉ trích của các nước khác là can thiệp vào việc nội bộ. Một số nghị sĩ Cộng hòa của đảng của ông Trump, thượng nghị sĩ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, và thượng sĩ Ted Cruz đã ký tên và tuyên bố. Những người ký bên đảng Dân chủ bao gồm dân biểu Inger, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo đặc tuyển thường trực của Hạ viện Mỹ. 44 thành viên của Hạ viện và 8 thành viên của Thượng nghị viện Anh cũng ký tuyên bố này, bên cạnh các nhân vật từ khắp châu Âu, châu Á, Úc và Bắc Mỹ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ công bố Trung Quốc giấu virus giống Liên Xô che đậy vụ Chernobyl. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.